Đây, anh em ơi, hôm nay đến với ngõ 73 Hùng Vương. Đấy, đến với một nhà ông anh có rất nhiều chim. Đấy, mọi người hôm nay đưa anh em đến đây chơi tham quan một số chim của ông anh ngõ 73 Hùng Vương các bạn nhé. Một con trà màu. Đúng lúc luôn. À, hôm nay vào tận nhà anh Lực ngõ 73 đường Hùng Vương. Đấy, chim nhà anh Lực hôm nay khá là nhiều. Mấy anh em hôm nay đây mang ra đây mà anh em thích con nào? Ngang ngang. Quay chim to kìa. Hôm nay chim kìa nhỉ. Đang chú rồi. Cả gô, cả đa. Phiên này như vừa nhập đấy chứ, và phiên trước còn gì có nhỉ? Đa đa. Đấy, chim hoài chợ chim cảnh bờ sông thì đã bị giải tỏa rồi. Đấy, phiên sau anh em dự định sẽ mang xuống cầu 17 tháng 10. Đấy, hôm nay đến với nhà anh Lực ngõ 73 Hùng Vương, chim anh khá là nhiều. Đấy, phiên sau là mọi người sẽ mang xuống ngõ 73 Hùng Vương nhá. Đấy, hôm nay vào nhà anh Lực tham quan một số loại chim của anh Lực này. Phiên sau sẽ mang tất cả những lồng chim này xuống 17 tháng 10 để cho anh em tiếp tục đam mê chim, chơi chim. Chè lửa, chè than, các loại dòng chim nhỏ trào màu. Đấy. Đấy. Con trà màu ở đây là con hét xoan, trà màu lửa, trà màu bông. Chim này về khá là nhiều. Nhìn này đứng ở dưới biết là tưởng trà than. Nó xuống xuống dưới cầu sau nó đứng như con này. Này máu ấy, thật nhiều đó. Đấy, thông báo với anh em là từ phiên sau trở đi là anh em sẽ mang chim xuống cầu 10 thì 17 tháng 10. Tiếp tục là thỏa niềm đam mê cho anh em chơi chim. Đấy, hôm nay mình vào nhà anh Lực này thì hôm nay sáng sớm ra chợ vào sông thì mọi người cũng đã lại bị dẹp chợ rồi. Mình vào tận nhà anh Lực luôn. Nhà anh Lực bây giờ khá là nhiều chim nhé. Trào màu này, khiếu này, sáo này, ngũ sắc này, chè lửa này, khuyên này, quế lâm này. Đấy, chè than này. Đấy, quế lâm này, này đẹp đấy nhở. Đây là quế lâm về khá là đẹp, nhiều con rất là đẹp. Chim quế lâm này hot, giọng hot thì rất là hay ấy. Quế lâm, khuyên. Đẹp ruby mắt đỏ. Tấp mở sang mà. Là cái những cái móng có vấn đề được ạ. Bắt tay nào, con này đang có điện mà. Không phải đâu, có dính chứt đấy mà. Dính chứt hả? Không phải đâu, dính chứt thôi. Tưởng móng đất này dập, dập thằng ít. Đó, mấy con nhé. Cái đợt trước con kia mẹ mày tiếc thế, bị sổng hót cả ngày luôn. Bắt về mấy con, ba con đều bị sổng hết, mới đau mẹ. Dòng chim này dòng chim quế lâm. Chim quế lâm này giọng hót khá là hay. Nói chung là nhìn màu sắc rất là đẹp. Màu sắc rất là đẹp. Giọng hót thì khá là hay nhé các bạn nhé. Đợt trước lạnh quá thì quế lâm về ít. Đợt này quế lâm về nhiều, ấm ấm lên rồi.
Đây, chào tất cả anh em nhé. Thì hôm nay là video này là video mới. Đấy, video ở chợ chim cảnh Lạng Sơn thì hiện tại là lại tiếp tục bị giải tỏa rồi. Đấy, thì hôm nay là mình sẽ đưa anh em đến với một địa điểm để anh em có thể là đến chơi chim, giao lưu chim, bán chim. Ở địa điểm là khu vực là 17 tháng 10, cầu 17 tháng 10, Lạng Sơn. Đấy, nhiều anh em biết rồi. Đấy. Ở đây rất là rộng. Muốn đưa anh em đến đây để tạo cho anh em một sân chơi mới. Sân chơi mới để anh em mang chim đến đây để giao lưu. Để cùng nhau giao lưu chim. Đấy. Vì khu vực ở trên kia thì mọi người cứ chuyển địa điểm nào thì bắt đầu đông đông. Thì mọi người lại tiếp tục là không được bán chim ở đó nữa, chơi chim ở đây nữa. Thì hôm nay là mình quyết định, mấy anh em ở kia, mấy anh em bán chim, chơi chim hôm nay quyết định là sẽ tạo ra một sân chơi mới để cho mọi người biết đến ở cái cầu 17 tháng 10 này. Đấy, cầu 17 tháng 10 Lạng Sơn này rất là rộng. Đấy, mai pha lên rất là rộng, chỗ khu vực này thì mọi người có thể bán chim, chơi chim thoải mái, không sợ ai đuổi mà không thu vé nữa. Cho nên là anh em phiên sau, từ phiên sau thì anh em cứ mang chim đến đây, cứ mang chim đến đây để giao lưu chim ở đây. Đấy, bên đầu chân bên này nhá bạn nhá, bên kia thì nó hơi hơi chật, nó không bằng bên này. Bên này thì rộng hơn. Đấy, rộng hơn thì mọi người có thể để chim đây thoải mái, để chim đây giao lưu chim thì mọi người có thể rộng rãi. Đặc biệt là chắc chắn là không ai thu vé anh em, nên anh em cứ đến đây thoải mái. Đấy, không ai thu vé này. Mưa, đấy, mưa không nên mặc, nắng không thấy đầu luôn. Không phải treo che bạt. Đấy, đây tất cả anh em đây đều anh em đam mê chim, bán chim, chơi chim. Đấy. Đến đây anh em có thể là đi vệ sinh thoải mái, không phải mất phí. Đấy, thứ nhất là thế là sướng rồi. Thứ hai là cạnh bờ sông. Đấy, nước nuôi không sợ thiếu. Và sắp tới anh em sẽ có tổ chức một cái hội chim che lửa che than ở đây đầu tiên. Chắc chắn là sẽ phải tổ chức rất nhiều chỗ, rất nhiều cái chơi thú vui chơi chim để cho anh em được thoải mái đam mê. Đấy. Sau này có thể để chim thoải mái đây, không phải lo nhé các bạn nhé. Bờ sông ở dưới này rồi. Đây, bờ sông thì ở ngay dưới này. Đấy, bờ sông dưới này thì anh em có thể tắm luôn được, ok. Cho chim tắm, người tắm được. Đấy, sau mùa hè ở đây cực kỳ mát. Đấy, mưa không thấy mặt, nắng không tới đầu. Đây, bờ sông đây. Đấy, cầu 17 tháng 10. Đấy là lưu ý là nhá, ở bên chân cầu từ Mai Pha lên thì rộng hơn nhá. Video này là video demo để cho anh em biết đến. Từ phiên sau thì mọi người sẽ mang chim đến đây chơi, mang chim đến đây giao lưu. Cho nên là anh em nào có chim thì anh em cứ mang đến đây. Đấy. Đấy. Anh em hôm nay đi đến để tham quan địa điểm trước, đưa anh em đến trước. Còn từ phiên sau là anh em có chim, tất cả anh em có chim mang ra đây chơi là giao lưu. Đấy. Đúng rồi, đúng rồi, chính xác. Đấy. Đấy anh em đưa anh em đến vị trí này. Anh em cứ đến, cứ từ phiên sau là anh em cứ đến để giao lưu chim nhá. Ok luôn nhá các bạn nhá.